Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 2 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của phần 2 như sau. Người của Phước Oai Tiêu Cục truy tìm Sử Tiêu Đầu khắp nơi trong tổng hiệu vẫn không thấy. Lâm Chấn Nam dắt theo Lâm Bình Chi, Trần Thất, hai vị Thôi, Lý Tiêu Đầu, năm người cưỡi ngựa ra khỏi thành đi về hướng Bắc, đến trước quán rượu nhỏ. Trong quán không còn ai, Trần Thất quật tử thi ở sau vườn lên cho Tổng Tiêu Đầu xem. Nhưng xác của Dư Hán Tử không còn nữa, mà thay vào đó là xác của Sử Tiêu Đầu. Họ mang về nhà kiểm tra ba xác chết, không thấy có vết thương nào. Cột cờ Phước Oai đã bị người ta chặt gãy, ai nấy đều căm giận. Lâm Chấn Nam phái 23 tiêu đầu ra ngoài nghe ngóng tuần tra. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện con tuấn mã của Lâm Bình Chi bị giết, rồi chốc chốc lại có mấy con ngựa chạy về. Trên lưng là xác của các tiêu đầu, lần lượt đủ 23 xác người đã ra đi tuần tra. Lại có người phát hiện cổng trước, cổng sau có ghi 6 chữ Xuất môn thập bộ giả tử, nghĩa là ra cổng 10 bước thì chết. Tất cả thuộc hạ hoảng hốt cực độ. Đến khuya, Lâm Tổng Tiêu Đầu lén xuống hầm mở xác của Hoắc Tiêu Đầu, lấy quả tim bị vỡ làm 7-8 mảnh, thì biết các người chết đều bị tôi tâm trưởng của phái Thanh Thành. Cảm thấy võ công đối phương cao hơn hẳn, vợ chồng Lâm Chấn Nam quyết định cải trang, rồi cùng hơn 100 người của tiêu cục sáng sớm hôm sau rời bỏ tổng hiệu lên đường đi về quê hoặc đến phân cục khác để lánh nạn. Lâm Chấn Nam, Vương Phu Nhân và con trai cưỡi ngựa hơn nửa ngày đến quán nhỏ ven đường ở Nam Đàn mới nghỉ chân. Chờ lâu không thấy chủ quán, họ ra sau thấy vợ chồng lão chủ quán đã bị giết từ bao giờ. Bỗng nhiên từ trong rừng trúc nổi lên một tràng cười khanh khách. Lâm Bình Chi hoa mắt lên, đã thấy một người đứng trước mặt. Chàng không kịp nhìn kỹ, vội dung trường kiếm suốt chiều trực đảo Hoàng Long, nhằm thẳng ngực hắn đâm tới. Hắn né sang một bên, Lâm Bình Chi quơ ngang kiếm. Hắn cười nhạt vòng qua tay trái Lâm Bình Chi, tay trái chàng đánh theo một chưởng rồi quay kiếm đâm tới. Tổng Tiêu Đầu và Dương Phu Nhân tay cầm đao kiếm chạy đến, thấy con trai liên tiếp suốt chiêu kiếm pháp đúng phép tắc, gặp cường địch nhưng không hề lúng túng. Hai người bèn lùi lại hai bước, thấy địch thủ mặc đồ xanh, lưng đeo trường kiếm, ước khoảng 23-24 tuổi, vẻ mặt không biểu lộ một chút thân tình nào. Lâm Bình Chi chất chứa niềm căm phẫn đã lâu, triển khai ngay Tịch Tà kiếm pháp, đâm thẳng đánh ngang, liều mạng chẳng kể đến thân mình. Gã kia hai tay không, chỉ né tránh chứ không trả chiêu. Đợi Lâm Bình Chi dung kiếm đánh hơn 20 chiêu, hắn mới cười nhạt nói: Tịch Tà kiếm pháp chỉ có vậy thôi ư? Hắn đưa ngón tay búng nghe chốc một cái, Lâm Bình Chi cảm thấy đau buốt hổ khẩu, trường kiếm rơi xuống đất. Hắn phóng lên đá một cước, Lâm Bình Chi lộn nhào mấy vòng. Hai vợ chồng Lâm Chấn Nam cùng đến che chở cho con trai. Lâm Chấn Nam nói: Uy tín đại danh các hạ là gì? Các hạ có phải là người của phái Thanh Thành không? Gã kia cười nhạt đáp: Dựa vào chút gió nghệ mèo què của Phước Oai Tiêu Cục, người không xứng đáng để hỏi tên của ta. Nhưng hôm nay vì đến để báo thù nên ta nói cho người biết, lão già đúng là người của phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam chấm mũi kiếm xuống đất, tay trái gác lên tay phải nói: Tại hạ đối với Dự Quan Chủ ở Tùng Phong Quan một lòng kính trọng, hàng năm đều phải tiêu đầu đến núi Thanh Thành, trước này chưa thiếu lễ số bao giờ. Năm nay Dự Quan Chủ còn phái 4 vị đệ tử đến Phúc Châu, tại hạ không biết đã đắc tội gì với các hạ. Gã kia ngẩng mặt lên trời, lạnh lùng cười khanh khách một lúc rồi mới nói: Đúng, sư phụ ta đã phái 4 đệ tử đến Phúc Châu, ta là một trong 4 người đó. Lâm Chấn Nam nói: Vậy thì tốt quá, không biết cầu danh uy tín các hạ là gì? Gã kia dường như không muốn trả lời, hừ lên một tiếng rồi mới nói: Ta họ Du, tên gọi Nhân Hào.
Lâm Chấn Nam gật đầu nói: Anh hùng hào kiệt, thanh thành tư tu, nguyên các hạ là một trong bốn đệ tử của Trung Phong Quan. Không trách tội tâm trưởng lợi hại như vậy, giết không thấy máu. Khâm phục, khâm phục. Dù anh hùng không quản đường xa, Lâm mỗ chưa kịp nhìn tiếp, thật là thất lễ. Du Nhân Hào lạnh lùng đáp: Tội tâm trưởng gì nữa? Người chưa nghìn tiếp thì hiền công tử võ nghệ cao cường của người đã nghìn tiếp rồi. Ngay cả ái tử của sư phụ ta cũng bị công tử giết, vậy không thất lễ sao? Lâm Chấn Nam nghe lạnh cả người. Lão vẫn tưởng con trai lỡ tay giết người. Nếu là đệ tử bình thường của phái Thanh Thành thì có thể nhờ người có tên tuổi trong võ lâm đứng ra điều giải để xin lỗi rồi đền bù cho đối phương, hoặc tính đường khác xoay sở. Nhưng người chết lại là ái tử rất được cưng chiều của Dư quán chủ Tùng Phong Quán. Vậy ngoài con đường liều chết ra thì không còn con đường nào khác. Lão dùng trường kiếm, ngẩng đầu lên cười ha ha rồi nói: Thật là buồn cười, Dù thiếu hiệp nói đùa rồi. Du Nhân Hào trừng mắt quát: Ta nói đùa cái gì? Lâm Chấn Nam đáp: Từ lâu ai cũng ngưỡng mộ phái Thanh Thành võ thuật tinh thông, nề nếp nghiêm cẩn. Quyển tử của ta có giết người thì chỉ giết một tên vô lại sàm sỡ gái nhà lành trong quán rượu. Giả lại người bị quyển tử giết võ công tầm thường, người như vậy sao lại có thể báo là công tử của Dư quan chủ? Không phải là Du thiếu hiệp nói đùa hay sao? Du Nhân Hào mặt trầm ngâm không biết nói gì. Bỗng nhiên có tiếng người trong rừng trúc nói: Người ta thường nói song quyền nan địch tứ thủ. Trong quán rượu nhỏ đó, Lâm Thiếu Tiêu Đầu dẫn 24 tiêu đầu của Phước Quay tiểu cục tấn công Dư sư đệ của ta. Hắn vừa nói vừa đi ra. Gã này mặt mũi bần tiện, tay phe phẩy cây quạt giấy. Hắn nói tiếp: Nếu như cầm đao cầm kiếm động thủ thì nói làm cái gì? Phước Quay tiểu cục có quá nhiều người, nhưng toàn là quân vô lại. Lâm Thiếu Tiêu Đầu đã bỏ thuốc độc vào rượu của Dư huynh đệ, lại còn phóng thêm 17 loại ám khí độc. Con rùa nhỏ này thật là đúng là ác độc. Chúng ta có hảo ý muốn đến đáp lễ, nhưng không ngờ bị người ta am hại. Lâm Chấn Nam nói: Đại danh uy tín các hạ là gì? Người kia đáp: Không dám, kẻ hèn này là Phương Nhân Trí. Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên, đứng bên cạnh cha bưng bưng nổi giận. Chỉ đợi phụ thân nói xong vài câu là tiếp tục giao đấu. Chàng nghe gã Phương Nhân Trí ăn nói hồ đồ như vậy, giận dữ quát lên: Thôi lắm, ta với hắn không thù không quán, trước nay chưa hề gặp mặt, càng không biết hắn là người phái Thanh Thành. Ta hại hắn để làm gì cơ chứ? Phương Nhân Trí phe phẩy quạt rồi nói: Thôi lắm, thôi lắm. Ngươi cùng với Dư sư đệ của ta không quán không thù thì tại sao bày đặt hơn 30 tên tiêu đầu và tên cầm cờ mai phục ngoài quán rượu? Dư sư đệ của ta thấy ngươi chọc ghẹo gái nhà lành nên tỏ ra bất bình, bèn dạy cho ngươi một bài học rồi tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi không những không biết ơn mà còn trả quán. Tại sao ngươi lại lệnh cho mấy tên tiêu đầu tấn công Dư sư đệ của ta? Lâm Bình Chi tức điên tiết, lớn tiếng quát: Phái Thanh Thành các ngươi đều là lũ vô lại, hung tợn, không biết phải trái. Phương Nhân Trí cười hề hề đáp: Rùa con, ngươi chửi ai vậy? Lâm Bình Chi nổi giận đáp: Ta chửi người đó đã sao nào? Phương Nhân Trí gật đầu, hắn đáp: Người cứ chửi cho đã, không liên quan đến ta chẳng sao cả. Lâm Bình Chi kinh ngạc khi nghe gã kia nói, vì nằm ngoài dự đoán của chàng. Bỗng nhiên nghe dù một tiếng, có người lượn qua trước mặt chàng. Lâm Bình Chi dùng tay trái lên định xuất chưởng, nhưng đã chậm một bước. Một tiếng chát vang lên, má phải chàng bị một cái tát nảy lửa. Chàng choáng váng muốn ngã. Phương Nhân Trí nhanh như chớp tấn công chàng một chưởng, rồi hắn lui về chỗ cũ. Gã đưa tay xoa má phải, giả bộ nổi giận quát: Thằng ranh con, sao người lại động thủ đánh người? Đau quá, đau quá. Dương phu nhân thấy con bị làm nhục, liền dung đao hướng về gã kia, xuất chiêu đã quả thiên thiên. Chiêu thức vừa chắc chắn
vừa mạnh mẽ. Gã kia vội nghiêng mình lách qua, mũi đao chém trượt về bên phải gã, cách không quá 4 tấc. Gã kinh hãi chửi: "Hay lắm mu già!" Gã không dám khinh địch nữa, thò tay ra sau lưng rút trường kiếm, đợi Dương phu nhân xuất đao thứ hai mới dùng kiếm lên đánh lại. Lâm Chấn Nam chống trường kiếm nói: "Phái Thành Thành muốn lật đổ Phước Hoa Tiêu Cục thì vô cùng dễ dàng, nhưng võ lâm sẽ có công luận phải trái. Xin mời Du thiếu hiệp." Du Nhân Hào nắm vỏ kiếm, chỉ nghe xoảng một tiếng, hắn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nói: "Xin mời Lâm Tiêu Đầu." Lâm Chính Nam nghĩ bụng: "Từng nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thành Thành vừa mạnh vừa linh hoạt, sở dĩ người ta nói gồm luôn hai thứ như thế là vì Tùng thì cứng chắc, còn Phong thì nhẹ như gió. Ta phải chiếm tiền cờ mới có hy vọng thắng." Lão không khách khí nữa, điểm mũi kiếm rồi dung trường kiếm tung hoành qua lại. Đó chính là chiêu quần tà tịch dịch trong Tịch Tà kiếm pháp. Du Nhân Hào thấy thế kiếm của lão cực kỳ hung mãnh, liền tránh né. Lâm Chấn Nam chưa sử hết chiêu thứ nhất đã chuyển sang chiêu thứ hai là chung quỳ quyết mục. Mũi kiếm đâm thẳng vào hai mắt đối phương. Du Nhân Hào nhảy về phía sau. Lâm Chấn Nam phóng chiêu kiếm thứ ba đâm tới. Du Nhân Hào giơ kiếm chống đỡ, chỉ nghe choảng một tiếng, cánh tay cả hai đều bị chấn động. Lâm Chấn Nam nghĩ bụng: "Tượng kiếm pháp phái Thành Thành của người ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Dựa vào công phu nhỏ nhoi của người, lẽ nào người lại sử dụng được tồi tâm chưởng lợi hại như vậy? Có lẽ ngoài người ra còn có hậu thuẫn khác." Lão nghĩ đến đó, trong lòng không nén được lo sợ. Du Nhân Hào cầm trường kiếm khoanh một vòng tròn, rồi đột ngột đâm tới. Ánh kiếm lóe ra nhiều điểm, mũi kiếm đâm vào 7 hướng. Lâm Chấn Nam trả chiêu cực nhanh, ráng hết sức tấn công. Cả hai bên binh tiến binh lùi, đánh hơn 20 chiêu mà không phân thắng bại. Bên kia, Dương Phu Nhân và Phương Nhân Trí cũng đấu với nhau. Bà liên tiếp gặp nguy hiểm. Kiếm pháp của đối phương cực kỳ nhanh nhẹn, nên bà không nắm vững cây kim đao. Lâm Bình Chi thấy mẫu thân thất thế, vội cầm kiếm lao về hướng Phương Nhân Trí, giơ kiếm bổ xuống đỉnh đầu của hắn. Phương Nhân Trí đoán được, nghiêng người tránh. Lâm Bình Chi như điên như cuồng lại bổ xuống. Bỗng nhiên chàng không biết bị cái gì dướng chân, bước đi loạn choạng, rồi lập tức ngã lăn ra. Chỉ nghe một người nói: "Nằm xuống đi." Một bàn chân đạp mạnh lên người chàng, rồi trên lưng lại bị một vật nhọn chĩa vào. Mắt chàng chỉ thấy đất cát mịt mù, nhưng tai vẫn nghe được tiếng mẫu thân là thất thanh: "Đừng giết nó." Chàng lại nghe tiếng Phương Nhân Trí quát: "Người cũng nằm xuống đi." Nguyên lúc hai mẹ con Lâm Bình Chi đang giao đấu với Phương Nhân Trí, lại có một người lẻn đến phía sau lưng Lâm Bình Chi. Hắn gạt chân cho Lâm Bình Chi té nhào, rồi rút dao găm chĩa xuống lưng chàng. Nhưng phu nhân vốn đã không địch nổi, tâm trí hoang mang rối loạn, đao pháp lại sơ hở, bị Phương Nhân Trí thúc cho một cái cùi chỏ làm bà té ngã. Phương Nhân Trí thừa thắng điểm vào huyệt đạo hai người. Người gạt ngã Lâm Bình Chi chính là gã hán tử họ Giả, đã động thủ với hai tiêu đầu Trịnh Sử trong quán rượu nhỏ ở ngoại thành Phúc Châu. Lâm Chấn Nam thấy vợ và con trai bị địch thủ chế ngự, trong lòng kinh hoàng. Lão vội dung kiếm tấn công liên tục. Du Nhân Hào cười một tràng dài, cũng liên tục xuất chiêu để đánh trả. Lâm Chấn Nam kinh hãi nghĩ bụng: "Người này làm sao biết được Tịch Tà kiếm pháp của ta?" Du Nhân Hào cười nói: "Ngươi xem Tịch Tà kiếm pháp của ta như thế nào." Lâm Chấn Nam nói: "Ngươi làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp?" Phương Nhân Trí cười nói: "Tịch Tà kiếm pháp của người có gì ghê gớm đâu, ta cũng biết sử." Hắn liền dung trường kiếm, liên tiếp suốt 3 chiêu: quần tà tịch dịch, chung quỳ quyết mục, phi yến xuyên liễu, đều là những chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chấn Nam dường như gặp phải cái gì đáng sợ nhất trên đời. Muôn ngàn lần lão không thể ngờ đến tuyệt chiêu Tịch Tà kiếm pháp gia truyền của mình lại bị đối phương biết và đem ra sử dụng. Lão vội vàng luống cuống, mất hết cả lý trí.
Du Nhân Hào quát lên: "Đón đỡ nè!" Gối phải của Lâm Chấn Nam bị trúng một kiếm đầu buốt, chân phải quỵ xuống. Lão lập tức nhảy lên. Du Nhân Hào phóng trường kiếm theo, chỉ vào ngực lão. Lão nghe Giả Nhân Đạt la lớn: "Du sư đệ, chiêu lưu tình cản nguyệt thật là tuyệt." Chiêu lưu tình cản nguyệt cũng chính là một chiêu trong Tịch Tà kiếm pháp. Lâm Chính Nam thở dài, quăng trường kiếm xuống. Ông nói: Người biết sử Tịch Tà kiếm pháp, hạ thủ chúng ta đi nhanh lên." Nói xong, lão bỗng nghe lưng đau nhói. Phương Nhân Trí đã dùng mũi kiếm điểm vào huyệt đạo của lão. Hắn nói: "Trên đời này đâu có chuyện tùy tiện như vậy được. Rùa, vợ rùa, con rùa của Lâm gia, cả ba người cùng đi gặp sư phụ ta." Tay trái Giả Nhân Đạt túm lấy lưng Lâm Bình Chi nhấc lên, đánh cho chàng hai bên hai cái tát tóe lửa. Rồi hắn chửi: "Đồ thỏ con, kể từ ngày hôm nay trở đi, lão tử mỗi ngày đánh người 18 trận. Từ đây đến núi Thành Thành, tỉnh Tứ Xuyên, đánh cho bộ mặt xinh đẹp như hoa của người trở thành tàn tạ xấu xí." Lâm Bình Chi tức giận như điên, liền phun nước bọt vào mặt hắn. Hai người cách nhau không quá một thước, Giả Nhân Đạt không kịp né tránh. Phẹt một tiếng, nước bọt đã dâng trúng ngay trên mũi gã. Giả Nhân Đạt tức giận cực độ, quật chàng xuống đất, rồi đá vào lưng chàng mấy cước. Phương Nhân Trí cười nói: Đủ rồi, nếu đã gã chết thì trước mặt sư phụ sẽ nói như thế nào đây? Gã tiểu tử này chỉ là một đại cô nương, chịu không nổi ba quyền hai cước của người đâu. Giả Nhân Đạt võ nghệ cũng bình thường, nhân phẩm lại thấp hèn, sư phụ đối với gã cũng không ưa gì, sư huynh đệ đồng môn ai cũng coi thường gã. Nghe Phương Nhân Trí nói như vậy, gã không dám đá nữa, chỉ nhổ nước bọt lên người Lâm Bình Chi cho hả giận. Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào xách ba người nhà Lâm Chấn Nam vào trong quán cơm, dứt xuống đất. Phương Nhân Trí nói: "Chúng ta ăn cơm xong rồi đi, Giả sư đệ, để nấu cơm đi." Giả Nhân Đạt nói: "Được." Du Nhân Hào nói: "Phương sư ca hãy canh chừng ba tên này, đừng để chúng trốn thoát. Võ công của lão già này không vừa đâu, sư ca hãy nghĩ kế cho chắc." Phương Nhân Trí cười nói: "Dễ quá, sau khi ăn xong, ta cắt hết gần tay của bọn chúng, dùng dây thừng xuyên qua xương tỳ bà của ba con rùa, sâu thành một chuỗi như sâu cua, thì có chạy đằng trời cũng không thoát." Lâm Bình Chi quát miệng chửi: "Có ngon thì mau đem ba người chúng ta đi giết đi. Còn nghĩ ra những trò quỷ quyệt để hại người thì chỉ là những hành động tồi bại." Phương Nhân Trí cười ha hả nói: "Đồ lợn giống, ngươi còn chửi thêm một câu nữa thì ta đem phân trâu phân chó trám vào miệng của ngươi đó." Câu nói của hắn quả là công hiệu. Lâm Bình Chi tuy tức đến muốn ngất đi, nhưng đành câm miệng, không dám chửi một câu nào nữa. Phương Nhân Trí cười nói: "Vô sư đệ, sư phụ đã dạy chúng ta 72 đường Tịch Tà kiếm pháp, hai anh em ta quả nhiên xử đúng y như vậy." Lâm Tiêu Đầu vừa thấy thì hồn siêu phách tan, toàn thân rũ rượi. "Lâm Tiêu Đầu, ta đoán lão lúc đó nhất định nghĩ rằng phái Thành Thành của hắn làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, có phải vậy không?" Lâm Chấn Nam lúc đó rõ ràng đang nghĩ bụng: "Phái Thành Thành của hắn làm sao biết sử Tịch Tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta?" Lâm Bình Chi thầm nghĩ cách để xông tới, té ngã lên người Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào, cho chúng giết quách mình đi. Nhưng sau lưng bị điểm mấy quyệt đạo, không thể nhúc nhích được. Chàng lại nghĩ, nếu để chúng cắt gân tay ra từng đoạn, lại bị xỏ dây vào xương tỳ bà, thì từ đây trở thành người tàn phế. Chẳng thà bây giờ chết đi còn khỏe hơn. Bỗng nhiên phía sau nhà bếp vọng lại tiếng kêu thảm thiết của gã Giả Nhân Đạt. Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào giật nảy mình, cầm trường kiếm xông thẳng về phía sau. Chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa lớn, cước bộ không một tiếng động, nắm cổ Lâm Bình Chi kéo lên. Lâm Bình Chi la khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt người ấy thấy toàn là vết rỗ sẹo đậu mùa. Ấy chính là cô gái bán rượu xấu xí, nguyên nhân dẫn đến tai họa cho chàng. Cô gái xấu xí đó dắt Lâm Bình Chi ra ngoài cửa,
đến nơi cột ngựa dưới gốc đại thụ. Tay trái nắm chặt lưng chàng, rồi hai tay nâng chàng lên lưng. Lâm Bình Chi ngây người, kinh ngạc. Chỉ thấy cô gái xấu xí rút thanh trường kiếm ra, rồi kiếm quang lấp loáng. Cô đã dùng kiếm cắt đứt dây cương, lại thúc kiếm nhẹ vào hông ngựa. Ngựa bị thúc, hú lên một tiếng, tung bốn gió phi thẳng vào rừng. Lâm Bình Chi kêu lớn: "Ma ma, gia gia!" Lòng chàng chợt nhớ đến cha mẹ, không muốn chạy trốn một mình. Hai tay chàng vỗ lên lưng ngựa, ra lệnh dừng ngựa, nhưng con ngựa cứ phi. Chàng lăn xuống ngựa, nhào mấy vòng rơi vào đám cỏ, trong khi con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước. Lâm Bình Chi nắm lấy một cành cây, muốn đứng dậy, nhưng hai chân không còn khí lực. Chàng chỉ đi một thước, lập tức té ngã, lại cảm thấy hông đau dữ dội do lúc lăn xuống lưng ngựa đụng phải cục đá. Bỗng nhiên chàng nghe tiếng kêu la, tiếng chân bước, có người đuổi đến. Lâm Bình Chi vội vàng núp vào đám cỏ, rồi chợt nghe tiếng đao kiếm va chạm phát ra thật lớn. Từ trong đám cỏ, Lâm Bình Chi chẻ lá đầu ra nhìn phía trước, thấy hai bên đang vào đấu. Một bên là Du Nhân Hào và Phương Nhân Trí của phái Thanh Thành, bên kia là cô gái xấu xí. Lại có một ông già dùng vải đen che mặt, đầu tóc bạc phơ đứng lượt trận. Lâm Bình Chi nhận biết đó chính là lão già họ Tác, ông nội của cô gái xấu xí. Chàng nghĩ thầm: trước đây ta nghĩ hai người này là người của phái Thanh Thành, nào ngờ cô gái lại cứu ta. Ôi, sớm biết võ công của cô ta tuyệt diệu như vậy thì ta đã không phải bất bình ra tay đánh đấm làm gì, để phải rước họa vào thân. Rồi chàng lại nghĩ: chúng đang đấu với nhau thật là kịch liệt, chính là cơ hội giúp ta đi tìm gia gia và má má. Nhưng trên lưng huyệt đạo chưa giải, con muốn cũng không nhúc nhích được. Bỗng nghe Phương Nhân Trí quát hỏi: Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết sử kiếm pháp của phái Thanh Thành ta? Lão già không trả lời. Bỗng nhiên một luồng bạch quang tỏa ra, cây trường kiếm trong tay Phương Nhân Trí rời khỏi tay bay đi. Phương Nhân Trí vội nhảy lùi về sau. Du Nhân Hào liền hô kiếm tiến lên. Lão già che mặt suốt một chiêu. Du Nhân Hào quát lên: Ngươi! Giọng nói của gã biểu lộ sự kinh hãi. Chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm của gã cũng đã bị văng khỏi tay. Cô gái xấu xí tiến lên một bước, giơ kiếm đâm nhanh. Lão già che mặt giơ kiếm chặn lại, rồi nói: đừng làm tổn thương tính mệnh hắn. Cô gái xấu xí nói: không hạ độc thủ với chúng không được, chúng đã giết quá nhiều người rồi. Lão già nói: chúng ta đi thôi. Cô gái xấu xí chần chừ một lúc. Lão già lại nói: đừng quên lời dặn của sư phụ. Cô gái đó gật gật đầu nói: ừ, thôi thì tha cho chúng. Rồi cô đi xuyên vào rừng. Lão già bịt mặt theo sau cô ta, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Hai gã Du Phương sợ hết hồn, nhặt trường kiếm lên mà không phân biệt được kiếm nào là của mình. Du Nhân Hào nói: đúng là tà môn, cái đồ thập vật này làm sao mà biết sử kiếm pháp của chúng ta. Phương Nhân Trí đáp: hắn cũng chỉ có biết bấy nhiêu thôi, nhưng chiêu hồng quân phi minh minh thật là khiến cho. Du Nhân Hào nói: chúng đã cứu gã tiểu tử họ Lâm đi rồi. Phương Nhân Trí nói: ôi chào, bọn ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn, vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng trúng mất rồi. Du Nhân Hào nói: phải. Cả hai xoay mình chạy nhanh về phía quán cơm. Một lúc sau, tiếng gió ngựa dồn dập vọng đến, hai con ngựa song song đi vào rừng. Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào dắt ngựa. Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân bị trói chặt trên lưng ngựa. Lâm Bình Chi muốn mở miệng kêu má má, gia gia, may thay lúc đó chàng lại không gọi. Chàng biết nếu phát ra nửa lời thì sẽ bị uổng phí tính mạng, lại mất cơ hội cứu song thân. Cách hai con ngựa vài trượng, một người chống gậy đi khập khiễng, đó là Giả Nhân Đạt. Trên đầu gã quấn vải trắng dính đầy máu tươi, miệng không ngớt chửi: bọn quỷ ám, các người cứu được con rùa con rồi, còn hai con thỏ già này cứu không được đâu,
lão tử mỗi ngày sẽ cho hai con thỏ già này một đao, từ đây đến núi Thanh Thành, coi xem thử chúng còn mấy cái mạng. Vương Nhân Trí quát lên: Giả sư đệ, vợ chồng họ Lâm là bạn thân của sư phụ, sư phụ đã dặn nhiều lần chúng ta phải dẫn được họ về. Nếu như họ có mệnh hệ nào, khi gặp sư phụ, người sẽ bị lột mấy lớp da đó. Giả Nhân Đạt hừ một tiếng, không dám nói bậy nữa. Lâm Bình Chi nghe ba người phái Thanh Thành bắt Song Thân đi, trong lòng lại có cảm giác an ủi. Chúng đem gia gia má má về núi Thanh Thành, đường dài nhưng không dám làm khó dễ gia gia má má. Từ Phúc Kiến đến núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên ngàn dặm xa xôi, thế nào ta cũng nghĩ được cách cứu gia gia má má ra khỏi tay chúng. Rồi chàng lại nghĩ: Đến phân cục của Tiêu Cục gần nhất, ta sẽ phái người đi Lạc Dương đưa tin cho ông ngoại. Chàng nằm im trong bụi cỏ không động đậy, mũi ong đến đậu cũng không cách nào xua đi được. Trải qua mấy canh giờ, trời đã tối, mấy huyệt đạo rốt cuộc cũng được giải khai. Chàng cửa mình đứng dậy, từ từ đi về phía quán cơm. Chàng lại nghĩ: Ta nên thay hình đổi dạng, để mấy tên ác gian đó có thấy cũng không nhận ra được. Nếu không thì sẽ bị chúng giết, làm sao còn cứu được gia gia má má. Chàng bèn vào phòng chủ nhân quán cơm, đánh lửa đốt đèn lên, muốn tìm một bộ quần áo. Nào ngờ nhà này nghèo túng cùng cực, ngay cả một bộ đồ để thay đổi cũng không có. Chàng đi ra ngoài quán cơm, thấy xác hai vợ chồng chủ quán nằm trên đất, bèn nghĩ: Ta đành phải đổi y phục của người chết vậy. Chàng cởi bộ đồ người chết cầm trên tay, cảm thấy mùi xú uế xông lên mũi, tính đem đi giặt rồi mới thay. Nhưng chàng lại nghĩ: Nếu ta đem bộ đồ này đi giặt thì chậm mất, có khi vì thế mà lỡ việc, không cứu được gia gia má má, phải ân hận ngàn năm. Chàng cắn răng cởi quần áo trên người ra, mặc bộ đồ của người chết vào. Rồi chàng đốt một bó đuốc, quan sát bốn phía, thấy kim đao của mẫu thân, trường kiếm của phụ thân và của mình đều còn ở dưới đất. Chàng liền nhặt trường kiếm của phụ thân lên, gói vào trong miếng vải rách, đeo phía sau lưng, rồi đi ra khỏi quán. Nghe tiếng ếch kêu inh ỏi từ trong khe suối vọng lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy đau khổ tột cùng, không cầm được bèn khóc rống lên. Chàng liền bó đuốc đi. Trong đêm tối, ánh đuốc sáng rực lên một đường, rồi phụt một tiếng, bó đuốc rơi thẳng xuống một cái ao, lập tức tắt ngấm. Bốn bề lại tối đen như mực. Chàng nhủ thầm: Lâm Bình Chi, hỡi Lâm Bình Chi, nếu ngươi không cẩn thận, không nhẫn nại, lại rơi vào tay bọn ác tặc phái Thanh Thành, thì cũng tắt ngấm như bó đuốc rơi xuống cái ao kia. Chàng giơ vạt áo lên định lau nước mắt, nhưng chưa kịp lau thì mùi xú uế đã xông lên, muốn nôn ọa. Chàng hét lên: Có chút mùi hôi thối mà cũng không chịu nổi, chẳng xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu. Rồi lập tức cất bước đi. Đi được mấy bước, giữa lưng lại thấy đau buốt. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, càng đi nhanh hơn nữa. Chàng chạy loạn choạng trên đường núi nhấp nhô, không biết phụ mẫu có đi qua con đường này không. Chàng đi suốt đêm đến khi trời sáng, ánh thái dương chiếu vào mặt khiến chàng hoa cả mắt. Lâm Bình Chi run sợ, chàng tự hỏi: Hai tên ác tặc đó áp giả già già má má lên núi Thanh Thành, Tứ Xuyên nằm ở phía tây tỉnh Phúc Kiến, mà sao ta lại đi về hướng đông? Chàng vội vàng quay gót, xoay lưng về hướng mặt trời mọc mà đi thật nhanh. Rồi chàng nghĩ thầm: Già già má má đã đi được hơn nửa ngày, mà ta lại đi ngược lại đến nửa đêm. Ta và họ cách nhau đã quá xa, phải đi mua một con ngựa rước theo mới được. Nhưng không biết phải mất bao nhiêu lạng bạc mới mua được ngựa. Chàng thọc tay vào túi, bất giác kêu lên một tiếng đau khổ. Lúc ra đi, vàng bạc châu báu đều để trong cái túi treo bên yên ngựa. Bên người Lâm Chấn Nam và Dương Phu Nhân đều có vàng bạc, nhưng trên người chàng lúc này một xu cũng không có. Chàng đã sốt ruột, lại càng thêm sốt ruột, dậm chân la to: Biết làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ. Chàng ngây người một lúc rồi lại nghĩ bụng: Cứu cha mẹ là việc khẩn cấp, dù có chết cũng không có sợ gì cả. Rồi co giò chạy thật nhanh xuống núi.
Đến giữa trưa, bụng đã đói cồn cào. Chàng thấy bên đường có mấy cây nhãn lúc liễu đầy trái xanh, tuy chưa chín nhưng cũng có thể ăn cho đỡ đói. Chàng đi đến dưới gốc cây, giơ tay định hái, nhưng lại nghĩ bụng: những cây nhãn này làm và có chỗ, không xin mà hái là đạo tặc. Ba đời họ nhà Lâm ta chuyên làm việc bảo vệ tài sản tính mạng cho người khác, luôn đối đầu với bọn Lục Lâm đạo tặc, ta làm sao có thể làm đạo tặc được? Nếu bị người ta phát hiện sẽ chửi ta là một tên tiểu tặc, thì cũng là chửi vào mặt gia gia của ta. Gia gia của ta dạy ta làm người như vậy hay sao? Bản hiệu phước qua tiêu cục lại đứng không vững nữa. Chàng từ bé đã được dạy bảo rằng bọn đạo tặc đều do tiểu tặc mà biến thành, mà tiểu tặc lúc đầu thì chỉ ăn cắp trái dưa, trái chuối nhỏ nhặt, từ ít đến nhiều, cuối cùng như chân lún sâu xuống bùn, không thể tự rút lên được. Nghĩ đến đây, bất giác lưng đổ mồ hôi hột. Chàng nghĩ: có một ngày gia gia và ta gây lại thanh danh của phước qua tiêu cục, bậc đại trưởng phu phải giữ vững lập trường làm người, chẳng thà ăn xin chứ không làm đạo tặc. Chàng bước vội vàng về phía trước, không dám liếc nhìn những cây nhãn bên đường nữa. Đi được mấy dặm, đến một thôn nhỏ, chàng bước về hướng một ngôi nhà, ấp a ấp úng xin thức ăn. Trong đời chàng, trà đưa đến tay, cơm đưa đến miệng, nào có biết cầu xin ai bao giờ, nên chàng chỉ nói được vài câu thì đã đỏ mặt lên. Gặp nhà nông này, mụ vợ vừa mới gây gổ với chồng, bị anh chồng đánh cho một trận, lòng mụ đang đầy bực tức. Nghe Lâm Bình Chi xin ăn, mụ liền ngoác miệng chửi như tát nước vào mặt, rồi giơ cán chổi quát lên: cái thằng tiểu tặc kia, điệu bộ lén lút không phải người đàng hoàng à? Lão nương bị mất con gà mái, chắc chắn là ngươi bắt ăn rồi, còn muốn tới đây để trộm gà bắt chó nữa hả? Lão nương mà có gạo cơm thừa cũng chẳng có bố thí cho cái thứ hạ lưu như ngươi. Ngươi ăn cắp con gà của nhà ta để lão trời đánh nổi trận lôi đình, đánh cho lão nương thâm tím cả mình mấy. Mụ nông dân đó chửi một câu thì Lâm Bình Chi thụt lùi một bước. Mụ chửi càng lúc càng hăng, giờ cắn chổi đánh vào mặt Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi tức giận nghiêng người né tránh, muốn đánh cho mụ ta một chưởng, nhưng lại thầm nghĩ: ta xin ăn không được, lại còn đánh người đàn bà quê mùa dốt nát này, há chẳng phải là chuyện buồn cười hay sao? Chàng nghĩ vậy liền thu chưởng lại, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên thu chưởng về không dễ. Chàng loạng choạng, chân trái dẫm lên đống phân trâu, bị trượt một cái chổng gọng lên trời. Mụ nhà nông thấy vậy cười ha hả rồi chửi: tiểu mau tặc, ngươi đứng còn không vững nữa mà định đánh lão nương sao? Mụ cầm chổi đánh lên đầu chàng, nhổ toẹt nước bọt lên người chàng, rồi mới quay người đi vào nhà. Lâm Bình Chi gắng chịu nhục, lòng đầy phẫn nộ nhưng không nói nên lời. Chàng lồm cồm bò dậy, mặt mũi và tay chân dính đầy phân trâu. Đang lúc khốn đốn, mụ lại từ trong nhà đi ra, tay trái cầm 4 trái bắp luộc đưa cho chàng, vừa cười vừa chửi: tiểu quỷ kia, cầm mà ăn đi. Trời sinh ra ngươi có bộ mặt tròn trịa xinh đẹp, còn đẹp hơn cả cô dâu mới về nhà chồng nữa. Sao ngươi không chịu học điều hay lẽ phải mà lại ngửa tay đi ăn xin? Thiệt là đồ vô dụng thối tha mà. Lâm Bình Chi tức giận muốn liệng mấy trái bắp đi. Mụ nhà nông cười nói: giỏi thì ngươi liệng đi, liệng đi. Ngươi không sợ chết đói thì đem mấy trái bắp này liệng đi, đồ tiểu tặc chết đói. Lâm Bình Chi nghĩ bụng: muốn cứu gia gia má má, trả mối đại thù, chấn hưng phước qua tiêu cục, thì từ nay về sau ta nên trăm nhẫn ngàn nhẫn, gặp chuyện gian nan nhục nhã cũng phải cắn răng chịu đựng, gặp kẻ hung tợn cũng phải nhẫn nhịn. Bây giờ ta bị người đàn bà quê mùa dốt nát này sỉ nhục một trận cũng có sao đâu. Chàng bèn nói: đa tạ lão nương. Chàng há miệng cắn bắp ăn. Mụ nhà nông cười nói: ta đoán người không dám liện mà. Mụ nói xong quay người đi, miệng vẫn lảm nhảm: tiểu quỷ này đói thảm hại à, con gà của ta xem ra không phải lãng bắt trộm. Ây, có lẽ lão già giết rồi, nhưng có tên quỷ đói này để ta trút bớt cơn tức giận cũng hay. Lâm Bình Chi đi đến đâu xin ăn đến đó. Lúc qua nơi sơn giả
thì chàng hái trái dại ăn cho đỡ đói. Cũng may năm ấy tỉnh Phúc Kiến được mùa, lương thực dồi dào, người dân có của dư của để. Chàng tuy đã bôi mặt lem lướt, người ngợm bẩn thỉu, nhưng ăn nói nhã nhặn, được người ta cảm mến, nên xin ăn cũng không khó khăn gì. Dọc đường chàng hỏi thăm tin tức phụ mẫu, nhưng không có một chút âm hao nào. Đi được 8-9 ngày đã đến địa phận tỉnh Giang Tây. Chàng hỏi thăm đường đến Nam Xương. Lòng nghĩ ở Nam Xương có phân cục của Tiêu Cục Phước Oai, may ra có được vài tin tức. Nếu không thì cũng có thể lấy một ít tiền lộ phí và một con ngựa. Đến thành Nam Xương, chàng hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục. Một người đi đường nói: Phước Oai Tiêu Cục ư? Ngươi hỏi để làm gì? Tiêu Cục đã bị thiêu rụi, làm mười mấy nhà ở gần đó cũng bị gia lây, cháy sạch cả rồi. Lâm Bình Chi khổ sở vô cùng. Chàng tìm đến Tiêu Cục, quả nhiên chỉ còn thấy trơ nền đất trống, cột cháy đen xì, gạch ngói tan quang. Chàng lặng người một lúc, nghĩ bụng: Việc này do bọn ác tặc phái Thanh Thành gây ra. Mối thù này mà không trả được thì ta không làm người nữa. Chàng không thể nấn ná lại Nam Xương, bèn lập tức đi về hướng Tây. Không đầy một ngày, chàng đã đến tỉnh Hồ Nam, tính ghé phân cục Trường Sa. Nhưng chàng nghĩ phân cục Trường Sa chắc cũng bị phái Thanh Thành cướp rượi rồi. Chàng hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục có xảy ra chuyện gì không. Những người đi đường đều nói không có. Lâm Bình Chi vui mừng, hỏi rõ Phước Oai Tiêu Cục ở đâu, rồi cất bước đi nhanh về hướng Tiêu Cục. Lâm Bình Chi đến trước cửa, thấy phân cục Hồ Nam tuy không oai phong bằng tổng cục Phúc Châu, nhưng cổng lớn cũng sơn đỏ, hai bên cổng dựng hai con sư tử đá, trông rất hùng dũng. Lâm Bình Chi nhìn vào trong cửa không thấy ai, do dự nghĩ thầm: Ta đến phân cục mà ăn mặc lam lũ dơ bẩn như thế này, chắc là bọn tiêu đầu mất dạy trong Tiêu Cục xem thường. Chàng ngẩng đầu lên, thấy tấm biển đề Phước Oai Tiêu Cục Tương Cục bằng chữ vàng bị treo ngược. Bụng lấy làm kỳ, tự hỏi: Bọn tiêu đầu trong phân cục sao lại vô ý đến vậy ta? Ngay cả bảng hiệu cũng treo ngược. Chàng quay lại nhìn lá cờ cắm trên cột, bất giác lạnh cả người. Bên trái đầu cờ treo một đôi giày cỏ, bên phải đầu cờ treo một cái quần phụ nữ rách nát, bày phất phơ trong gió. Đang lúc kinh ngạc, chàng nghe tiếng chân người. Trong phân cục có một người chạy ra quát: Tiểu ô quy, đứng đây lấp la lấp lót, muốn ăn cắp cái gì ha? Lâm Bình Chi nghe giọng nói của hắn giống như giọng của Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt, cũng là người Tứ Xuyên. Chàng không dám nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Đột nhiên nghe mông đau nhói, chàng đã bị hắn đá cho một cước. Lâm Bình Chi tức giận quay người toan đánh lại, nhưng rồi chàng vội nghĩ: Tiêu cục ở đây đã bị phái Thanh Thành chiếm rồi, ta đang lần tìm tin tức của già già má má, tại sao không dằn được cơn tức giận chứ? Chàng lập tức giả bộ không biết võ công, nghiêng người té ngã, một hồi lâu không bò dậy nổi. Gã đó cười hô hố rồi chửi mấy tiếng: Tiểu ô quy! Lâm Bình Chi từ từ bò dậy, đi vào một hẻm nhỏ xin bát cơm nguội ăn. Chàng nghĩ thầm: Kẻ thù ở sát bên cạnh ta, nhất định ta phải cẩn thận mới được. Chàng liền tìm mấy cục than bôi lên mặt cho đen thêm, rồi nằm xuống góc tường ôm đầu ngủ. Đợi đến canh hai, chàng lấy trường kiếm ra đeo sau lưng, rồi đi vòng ra phía cửa sau Tiêu Cục. Lắng tai nghe không thấy động tĩnh gì, chàng liền nhảy lên đầu tường. Thấy bên trong là một vườn cây ăn trái, chàng nhẹ nhàng nhảy xuống, men theo tường dò dẫm từng bước một. Bốn bề tối đen mịt mùng, đã không có đèn lại không có tiếng người. Trống ngực Lâm Bình Chi đập thình thịch, chàng lần dách mà đi, chỉ sợ chân dẫm phải cành khô gạch dở mà phát ra âm thanh. Chàng đi qua hai tòa nhà, thấy trong cửa sổ sương phòng phía đông có ánh sáng phát ra, bèn đến gần mấy bước, nghe có tiếng nói chuyện. Chàng đánh bạo bước tới, rồi khom người đến dưới cửa sổ, nín thở xoạc hai chân ngồi xuống dựa vào tường. Bỗng nghe tiếng một người nói: Sáng sớm ngày mai chúng ta đem lửa thiêu trụi Tiêu Cục con rùa này, để khỏi phải ở lại đây mà canh giữ.
có tiếng một người khác lại nói: Không được, không thể đốt. Bị sự ca ở Nam Sương đã đốt rụi triều cục của bọn rùa. Nghe nói là mười mấy căn nhà lân cận cũng bị liên lụy nữa đó. Thành danh nghĩa hiệp của phái Thanh Thành chúng ta bị thương tổn. Việc này không khéo lại bị sư phụ phạt đó. Lâm Bình Chi chửi thầm: Quả nhiên phái Thanh Thành làm nên việc đê tiện này. Vậy mà còn tự xưng là nghĩa hiệp, thật không biết hổ thẹn. Chàng lại nghe người nói trước lên tiếng: Đúng, không thể đốt được. Vậy thì cứ để nó sờ sờ ra như vậy hay sao? Người kia cười nói: Các sư đệ nghĩ xem, chúng ta đảo ngược biển hiệu tiêu cục con chó này, lại treo trên cột cờ của chúng một cái quần phụ nữ rách nát là thanh danh của Phước Quay tiêu cục đã bị hủy diệt hoàn toàn trên giang hồ rồi. Cái quần này á, treo càng lâu càng tốt, chẳng việc gì phải đốt cái tiêu cục này cả. Gã họ Cát cười nói: Thân sư cả nói chí ly. Cái quần rách nát này á, đủ làm cho Phước Quay tiêu cục của hắn xui xẻo 300 năm nữa cũng không ngóc đầu dậy nổi đâu. Hai người cười một tràng dài. Gã họ Cát nói: Ngày mai chúng ta đi Hành Sơn để chúc mừng Lưu Chính Phong, phải mang theo một ít lễ vật mới được. Lần này á, tin tức đến quá đột ngột, nếu lễ vật nhỏ nhoi thì mất mặt phái Thanh Thành lắm đó. Gã họ Thân cười nói: Ta đã sớm chuẩn bị lễ vật rồi, ngươi cứ yên tâm, không mất mặt phái Thanh Thành đâu. Lưu Chính Phong đãi tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm, lễ vật của chúng ta không chừng có thể to nhất đó. Gã họ Cát vui vẻ cười nói: Nè, lấy vật gì vậy? Có thể cho đệ biết một chút xíu được hay không? Gã họ Thân cười mấy tiếng, tỏ ý tự đắc rồi nói: Chúng ta mượn qua đăng dân vật, chứ không phải là bỏ tiền túi mình ra mua. Ngươi xem món lễ vật này có vẻ vàng hay không? Chỉ nghe trong phòng có tiếng sột soạt, dường như đang mở bao. Rồi gã họ Cát la lên: Tuyệt diệu, thân sư ca thần thông quảng đại, ở đâu mà có món quà quý giá như vậy vậy? Lâm Bình Chi muốn ngóc đầu lên cửa sổ nhìn xem là lễ vật gì, nhưng chàng nghĩ nếu thò đầu lên thì trên cửa sổ sẽ có bóng đen, bị kẻ thù nhìn ra lại sinh lớn chuyện. Chàng đành tự kiềm chế. Gã họ Thân cười nói: Nè, chúng ta chiếm được Phước Quay tiêu cục này, lẽ nào là chiếm không? Đôi ngọc mã này ta vốn nghĩ dành để biếu kính sư phụ, nhưng trước mắt thì không thể được, cho nên ta dùng làm lễ vật tặng Lưu Chính Phong. Lâm Bình Chi tức giận, nghĩ thầm: Rõ ràng hắn đã cướp ngọc ngà châu báu trong tiêu cục ta, rồi tự đem đi kết giao thân tình với người khác. Đó không phải là hành vi của lũ đảo tặc hay sao? Phân cục Trường Sa tự nó chẳng có ngọc ngà châu báu gì cả, mà do người cần bảo tiêu đem đến. Đôi ngọc mã này nhất định giá trị không nhỏ, nếu không lấy lại thì gia gia phải bồi thường cho chủ nhân của nó mà thôi. Gã họ Thân lại cười nói: Ở đây có 4 bao, 1 bao để hiếu kính các vị sư nương, 1 bao tặng các vị sư huynh đệ, 1 bao cho người, 1 bao của ta. Người hãy chọn một cái bao đi. Gã họ Cát nói: Đó là cái bao gì vậy? Một lúc sau bỗng nghe ồ lên một tiếng: Đều là vàng bạc châu báu, chúng ta đãi phát tài rồi. Phước Quay tiêu cục rùa đen này bao nhiêu đời thu lợi không phải ít. Sư ca đảo đâu ra vậy? Tiểu đệ tìm cả 10 mấy lượt từ trong ra ngoài, bệ cửa xó xỉnh nào cũng bới ra, mà chỉ được hơn có 100 lạng bạc lẻ. Sư ca lầm lì, không tìm chẳng kiếm, mà lôi ra được một kho tàng. Gã họ Thân đắc ý, gã cười nói: Vàng bạc châu báu trong tiêu cục sao có thể tùy tiện cất ở những nơi bình thường? Mấy ngày nay ta thấy người lục lạo nè, bổ rương nè, khoét gách nè, bận biểu đến nỗi không kịp nghỉ tay, từ sáng đến tối qua cả mắt. Còn ta đó thì có không có làm như ngươi đâu. Gã họ Cát nói: Bội phục, thân sư ca tìm ở chỗ nào ra vậy? Gã họ Thân nói: Người nghĩ xem, trong tiêu cục này có cái thứ không bình thường, đó là cái gì nè? Gã họ Cát nói: Không bình thường ư? Để thấy cái tiêu cục rùa đen này có nhiều cái nghịch lý. Gió công thì tầm thường, mà lá cờ treo trước cổng lại theo con sư tử lớn, trông rất là oai phong lẫm liệt. Gã họ Thân cười nói: Cái con sư tử lớn đã bị đổi thành cái quần rách là hợp đạo lý lắm rồi. Người hãy thử nghĩ xem, tiêu cục này còn có cái chuyện ly kỳ cổ quái nào nữa hay không?
Gã họ Cát vỗ đùi nói: Mấy con lừa Hồ Nam này làm rất là nhiều chuyện tà môn. Sư ca nghĩ hãy xem, cái gã tiêu đầu họ Trương kia đó là chủ tiêu cục ở đây, dây mà sát bên phòng ngủ của hắn lại đặt một cái quan tài, há chẳng phải là điềm xui xẻo hay sao? Gã họ Thơm cười nói: Đệ thư động não chút nữa coi, tại sao hắn đặt cái quan tài gần phòng ngủ của mình? Lẽ nào người chết trong quan tài là vợ hắn? Hắn không có đành xá, e rằng không phải vậy. Có phải là ở trong quan tài cất giấu những thứ quan trọng để che mắt người khác hay là không? Gã họ Cát à lên một tiếng. Gã nhảy cẩn lên la to: Đúng rồi, vàng bạc châu báu này á cất giữ ở trong quan tài có phải không? Rất tuyệt, rất tuyệt. Bọn rùa báo tiêu thật lắm trò là bị bẩm. Rồi gã lại nói: Thân sư ca, hai cái bao này đựng bao nhiêu để làm sao cùng sư ca chia cho công bằng? Sư ca phải được chia nhiều hơn mới đúng đó. Chàng chỉ nghe tiếng vàng bạc châu ngọc kêu loảng xoảng, nghĩ là hắn quơ tay lấy bỏ thêm qua bao khác. Gã họ Thân không từ chối, chỉ cười vài tiếng lấy lệ. Nghe gã họ Cát nói: Thân sư ca, tiểu đệ đi kiếm cái chậu nước đến để chúng ta rửa chân rồi hay đi ngủ ha. Gã nói xong ngáp dài một cái rồi đẩy cửa đi ra. Lâm Bình Chi ngồi dưới cửa không dám động đậy. Chàng liếc mắt nhìn cái tướng mập mập lùng lùng của gã hán tử họ Cát, nghĩ thầm chắc là người đã đá một cước vào mông của chàng hôm nay. Một lúc sau, gã họ Cát bưng một chậu nước nóng vào phòng rồi nói: Thân sư ca, sư phụ phái mười mấy sư huynh đệ chúng ta đi phen này, xem ra chỉ có hai anh em ta thu lợi được nhiều nhất. Nhờ hồng phúc của sư ca đó, tiểu đệ cũng thâm lầy. Tưởng sư ca và anh em đi đánh phân cục Quán Châu, mãi sư ca và anh em đi đánh phân cục Hàng Châu. Bọn họ thô lỗ thì làm sao tìm được cái quan tài, và cũng không thể ngờ ở trong đó cất giữ vàng bạc châu báu. Gã họ Thân cười nói: Phương sư ca, Du sư đệ, gia nhân đạt đi đánh tổng cục Phúc Châu chắc thu hoạch hơn anh em chúng ta rất là nhiều. Chỉ có điều cậu con yêu quý của sư nương lại bị mất mạng ở Phúc Châu, nói ra thì tội còn lớn hơn cả công nữa đó. Gã họ Cát nói: Chính sư phụ ta đích thân chỉ huy đánh vào tổng cục Phước Hoa Tiêu Cục mà. Phương sư ca, Du sư đệ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành. Dư sư đệ mất mạng, sư phụ nhiều lắm cũng chỉ khiển trách bọn Phương sư ca không biết lo liệu chu đáo mà thôi. Lần này chúng ta cùng ra tay đánh tổng cục và phân cục các tỉnh, không ngờ võ nghệ của nhà họ Lâm chỉ có hư danh, một mình Phương sư ca đã bắt được ba người chúng, ngay cả sư phụ chúng ta cũng nhận xét lầm. Lâm Bình Chi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột. Chàng nghĩ thầm: Thì ra phái Thanh Thành đã có sẵn âm mưu thâm độc từ lâu, nên ra tay đánh cùng một lúc tổng cục và các phân cục của nhà ta, chứ không phải đánh trả thù vì mình giết gã họ Dư. Ta không giết tên ác đồ họ Dư đó thì bọn chúng cũng ra tay. Dư Thương Hải đích thân đến Phúc Châu, thảo nào tồi tâm trưởng lợi hại như vậy. Nhưng không biết tiêu cục của ta có chỗ nào đắc tội với phái Thanh Thành mà chúng lại hạ thủ tàn bạo như vậy. Lúc này sự hối hận của chàng giảm bớt, nhưng lòng căm phẫn lại dâng cao. Nếu không tự biết rõ võ công chẳng bằng đối phương thì chàng đã phá cửa xông vào giết chết hai tên mọi rợ này. Chàng nghe được tiếng nước lõm tõm trong phòng, biết hai gã đang rửa chân. Chàng lại nghe gã họ Thân nói: Không phải sư phụ nhận xét lầm, trước đây Phước Hoa Tiêu Cục quay danh chấn động vùng Đông Nam, chúng có bản lĩnh thực sự, tịch tà kiếm pháp nổi danh trong võ lâm, không thể là chuyện biệp người. Chắc do con cháu đời sau lêu lỏng, không học được võ nghệ tuyệt chiêu của tổ tông mà thôi. Lâm Bình Chi nghe vậy thẹn đến đỏ mặt tía tay. Gã họ Thân nói tiếp: Trước khi chúng ta xuống núi, sư phụ đã cùng với chúng ta chiết giải tịch tà kiếm pháp, tuy nhiên chỉ trong vài tháng khó mà học hết được. Nhưng ta xem tiềm lực của bộ kiếm pháp này không nhỏ, chỉ do không biết phát huy oai lực mà thôi. Các sư đệ lĩnh hội được mấy phần? Gã họ Cát cười nói: Để nghe sư phụ nói, ngay cả Lâm Chấn Nam cũng không thể lĩnh hội được kiếm pháp yếu chỉ, nên để thấy nản, không để tầm lắm. Thân sư ca, sư phụ truyền lệnh xuống
ra lệnh cho các bản môn đệ tử về núi Hành Sơn đầy đủ, nên có lẽ Phương Sư Ca và anh em sẽ áp giải hai vợ chồng Lâm Chấn Nam đến Hành Sơn. Không biết tịch tà kiếm pháp đó có đặc điểm như thế nào. Lâm Bình Chi nghe cha mẹ vẫn còn sống, bị người áp giải đi Hành Sơn, lòng chàng phấn chấn, vừa vui lại vừa buồn. Gã họ Thân cười nói: Mấy ngày nữa người sẽ được gặp, không chừng còn có dịp lĩnh giáo công phu tịch tà kiếm pháp. Bỗng nhiên nghe cách một tiếng, cánh cửa sổ mở ra. Lâm Bình Chi thất kinh, cho là mình đã bị chúng phát hiện, muốn bỏ chạy. Chỉ nghe ao một cái, chậu nước nóng đã đổ lên đầu chàng. Suýt chút nữa chàng đã la lên kinh hoảng. Trước mắt tối đen, trong phòng đèn đã tắt. Lâm Bình Chi nghe những dòng nước chảy từ trên mặt xuống thúi quắc, mới biết gã họ Cát bưng chậu nước rửa chân từ cửa sổ đổ xuống trúng người chàng ướt sũng. Đối phương tuy không cố ý, nhưng chàng tự thấy tủi nhục không ít. Tuy nhiên biết được tin tức của cha mẹ, đừng nói là nước rửa chân, ngay cả nước tiểu, nước phân dội xuống, chàng cũng không sao. Lúc này mọi âm thanh đều lắng lại. Nếu chàng bỏ đi, chỉ sợ hai gã phát giác, đành đợi chúng ngủ say rồi mới tính. Chàng vẫn ngồi dựa vào bức vách dưới cửa sổ, không dám nhúc nhích. Trải qua một hồi lâu, chàng nghe trong phòng phát ra tiếng ngáy khò khò, mới từ từ đứng dậy. Lâm Bình Chi ngoảnh đầu lại, bỗng thấy một cái bóng dài dài in trên cửa sổ. Chàng giật mình sợ hãi, vội vàng cúi thấp người xuống, đẩy cánh cửa sổ đóng lại. Nguyên do gã họ Cát sau khi đổ chậu nước rửa chân quên chưa đóng cửa. Lâm Bình Chi nghĩ bụng: báo thù tuyết hận chính là lúc này đây. Tay phải chàng rút trường kiếm sau lưng ra, tay trái nhẹ nhàng kéo cánh cửa, nhón gót bước vào phòng rồi đóng lại. Qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên vào phòng, chàng thấy hai người ngủ trên hai giường. Một gã nằm quay mặt vào bên trong, đầu bị hói. Một gã nằm ngửa mặt lên, dưới cằm râu mọc tua tủa như đám cỏ tranh. Trên mặt bàn đặt trước giường để sẵn năm cái bao và hai thanh trường kiếm. Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên, chàng nghĩ bụng: bây giờ ta cho mỗi đứa một kiếm thì dễ như lấy đồ trong túi. Chàng muốn giơ kiếm đâm vào cổ gã hán tử nằm ngửa, nhưng trong lòng lại nghĩ: lúc này mà ta lén lút giết hai gã này thì không phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán. Đợi một ngày kia ta luyện thành võ công gia truyền, đến tiêu diệt quần tặc Thanh Thành mới là việc làm của đại trưởng phu. Chàng liền từ từ lấy năm cái bao đặt lên bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, trường kiếm đeo lại trên lưng. Chàng thò tay lấy mấy cái bao, đeo sau lưng ba bao, hai tay xách hai bao, bước từng bước về hướng hậu viện, chỉ sợ gây ra tiếng động làm hai gã kia tỉnh giấc. Chàng mở cửa sau ra khỏi tiêu cục, nhận định phương hướng rồi đi đến cửa thành phía nam. Nhưng lúc đó cửa thành chưa mở, chàng bèn tìm đến sau một gò đất bên tường thành, tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Nhưng vẫn sợ hai gã Thanh Thành truy đuổi nên rất hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Đợi đến lúc trời sáng cổng mở, chàng liền ra khỏi thành, chạy một mạch đến mười mấy dặm mới an tâm dừng lại. Từ khi rời khỏi thành Phúc Châu đến nay, lúc này chàng mới thấy lòng mình khoan khoái. Chợt thấy phía bên đường trước mặt có quán mì nhỏ, chàng lập tức vào quán gọi một bát mì ăn. Không dám chần chừ lâu, ăn xong bát mì, chàng lập tức thò tay vào trong bao lấy bạc ra trả. Chàng mò ra được một thỏi bạc nhỏ. Chủ quán kiếm tiền lẻ để thối lại nhưng vẫn không đủ. Lâm Bình Chi trên đường lưu lạc đã chịu nhiều nhục nhã ê chề. Chàng khoát tay nói: cứ giữ hết đi, không cần thối lại. Chàng đã trở lại cách ăn xài phóng túng của một vị thiếu tiêu đầu đại thiếu gia. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 3 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.